cũng đợi đến hôm nay. Thi Nhã. Thi Nhã. Đừng như vậy. Đừng như vậy mà. Anh đã đợi em 50 năm, em không thể rời khỏi anh được. Thi Nhã, em có nghe thấy không? Thi Nhã. Thì Nhã tại sao lại tìm đến cái chết sư phụ? Vì muốn chuộc tội cho Lai Lợi cho nên một mình gánh tội, mong rằng có thể cứu được Lai Lợi. Mắt ông ta kiểu màu xám sư phụ. Cương Thi đại thứ tư, mau dẫn Trân Trân đi. Đừng lo lắng, tôi sẽ không giết anh đâu. Đừng! Lên Lợi! Đừng! Lên Lợi tiên sinh, bình tĩnh chút đi. Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Ông đừng giết người nữa. Thì Nhã không muốn ông tiếp tục làm sai. Cuối cùng anh đã hiểu cảm nhận của tôi. Ông thực làm như vậy, Lê Lợi tiên sinh. Lê Lợi, được như vậy, trở về là anh trước đây đi.
hữu. Đừng qua anh đây. Không sao chứ? Không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi, không có gì đâu. Đừng nói nhiều nữa, em đi mau đi. Anh nghĩ một chút, sẽ đến giúp em. Nhớ cẩn thận đó. Ê, em cũng vậy. Anh đừng coi thường em quá. Sư phụ của bạn, sư phụ của bạn. Trân Trân sao rồi? Trân Trân, bạn không sao chứ? Không sao chứ? Có gì không ổn không? Tôi không sao. Thiên Hữu, anh không sao chứ? Hả? Mọi người cẩn thận, hắn đã sống lại. Tính sao sư phụ? Không cần lo lắng, ông ta chịu không được bao lâu.
Pin đi. Không biết thì Nhã đang ở đâu. Thì Nhã. Trân Trân, có nghe được Tinh Linh nói gì không? Nó nói hôm nay có Tinh Linh ra đời, kêu chúng ta đi coi. Cùng nhau đi nhé. Nè, đương nhiên là tôi đi trước rồi. Thiên Ngữ, đi thôi. Việc đó mà cũng dành, ai nấy cũng đều được thấy thôi. Thì Nhã, Lai Lợi, chúng ta kết hôn đi. Anh không yêu em sao? Hãy kết hôn với em đi, đem đến cho em một cuộc sống hạnh phúc, sẽ mãi mãi bảo vệ em, chăm sóc em. Thì Nhã, sau này anh không thể bên cạnh em, hy vọng em sẽ được hạnh phúc. Còn anh, sẽ mãi mãi yêu em. Tạm biệt. Sư phụ, chị coi cái này. Tất cả đều biến mất. Đây cũng xem như một kết cục tốt đẹp.